bà 74 tuổi nhờ cảnh báo kịp thời lúc nửa đêm. Mary mươi 74 tuổi, sống tại New York, vừa trở thành nhân chứng sống cho khả năng cảnh báo tình trạng xấu về sức khỏe của Apple Watch, cụ thể là về nguy cơ nhồi máu cơ tim. Cuối tháng 10 vừa qua, bà Mary bất chợt thức dậy vào nửa đêm sau khi nhận được cảnh báo từ chiếc Apple Watch rằng nhịp tim của bà không ổn định. Ngay lập tức, bà được gia đình đưa tới bệnh viện trước khi tình trạng suy tim đột ngột xảy ra. Theo chẩn đoán của bác sĩ, được biết, Chiếc đồng hồ này là do con gái và các cháu gái của bà mua tặng cách đây không lâu, để theo dõi điện tâm đồ và phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh tim mạch. Quả thực, thiết bị đã cho thấy khả năng hoạt động hoàn hảo của mình về việc theo dõi sức khỏe, thứ mà có lẽ bất kỳ ai cũng cần, thay vì các tính năng công nghệ như nhận cuộc gọi, xem giờ, sử dụng app, vốn chỉ hữu ích với một số người dùng. Đây không phải là câu chuyện Apple Watch cứu mạng đầu tiên trên thế giới. Trước đó vào tháng 9 năm 2015, Apple Watch giúp một học sinh trung học trong đội bóng đá của nhà trường phát hiện ra thể đặc biệt của bệnh suy tim có thể dẫn tới mất mạng Jack Williams COO của Apple cũng từng tiết lộ rằng bộ phận hỗ trợ nhận liên tục được rất nhiều email cảm ơn từ khách hàng rằng Apple Watch đã thực sự cứu mạng họ nhờ phát hiện ra các vấn đề về nhịp tim và huyết áp